Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp về Tôn Quyền, một trong ba bậc đại anh hùng thời Tam Quốc, cùng với Tào Tháo và Lưu Bị tạo nên thế chân vạc lịch sử. Ông từng được ca tụng bởi những chiến công vang dội như trận Xích Bích đánh bại Tào Tháo và chiến thắng Di Lăng trước Lưu Bị. Nhưng vì sao từ một vị quân chủ tài giỏi, Tôn Quyền lại biến thành một hôn quân cuối đời, chìm đắm trong những quyết định sai lầm khiến Đông Ngô suy yếu? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá con đường Tôn Quyền từ đỉnh cao quyền lực trở thành người bị người đời tiếc nuối. Từ sự tranh giành ngai vàng trong hậu cung, những thanh trừng công thần như Lục Tốn, cho đến sự thất bại trong các cuộc viễn chinh, Tôn Quyền đã đưa Đông Ngô đến đâu? Hãy cùng đi sâu vào từng chi tiết bi kịch cuối đời của Tôn Quyền và những nguyên nhân khiến ông trở thành hôn quân trong mắt lịch sử. 1. Tôn Quyền thời trẻ và thời kỳ đỉnh cao. Thời Tam Quốc, trong số những anh hùng khắp thiên hạ, nổi bật lên ba nhân vật kiệt xuất, đều là những bậc chí tôn của mỗi phương. Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền được thiên hạ xem như ba trụ cột chống đỡ thời loạn, nhưng mỗi người lại có con đường riêng của mình. Trong số ấy, Tôn Quyền, chủ nhân Giang Đông, nổi bật lên không chỉ vì chiến công hiển hách, mà còn vì sự biến đổi tính tình vào cuối đời, khiến hậu thế vừa kính trọng vừa tiếc nuối. Khi còn niên thiếu, Tôn Quyền là người dũng cảm, có chí lớn, lãnh đạo vùng Giang Đông với hàng vạn binh mã dưới trướng, bôn ba khắp chiến trường, đối đầu với những bậc anh hùng thời đại. Khi ấy, thiên hạ ai có thể làm địch thủ với Tôn Quyền? Chỉ có hai người đáng sánh vai là Tào Tháo và Lưu Bị. Thời ấy, Tân Khí Tật, một nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống, từng viết: "Thiếu niên vạn đấu mâu, tọa đoạn Đông Nam chiến vị hưu, thiên hạ anh hùng thủy địch thủ, Tào, Lưu sinh tử đang như tôn." Lời thơ ấy là cảm thán về sức mạnh của Tôn Quyền thời trẻ, người đã cùng Tào Tháo và Lưu Bị tạo nên thế chân vạc của Tam Quốc. Tôn gia Giang Đông vốn nổi danh với nhất môn tam kiệt, Tôn Kiên, Tôn Sách và Tôn Quyền. Tôn Kiên, cha của Tôn Quyền, từng giết Hoa Hùng, đánh Đổng Trác, vang danh thiên hạ. Tôn Sách, huynh trưởng của Tôn Quyền, thống nhất 6 quận Giang Đông, tạo nên cơ nghiệp cho dòng họ. Nhưng cả hai đều sớm qua đời, để lại gánh nặng cho Tôn Quyền, người em út tiếp nhận cơ nghiệp, cuối cùng lập quốc xưng đế, lưu danh thiên cổ. Khi vừa nắm quyền, Tôn Quyền đã là chư hầu một phương, xuất phát điểm vượt xa nhiều người. Dẫu trẻ tuổi, ông lại không mắc phải sai lầm lớn nào, mà ngược lại, trở thành vị quân chủ có thể giữ cân bằng với hai lão làng Tào Tháo và Lưu Bị. Tôn Quyền có tướng mạo phi phàm, với biệt danh Bích Nhãn Nhi, tức người có mắt xanh, bởi sắc mắt xanh của ông từng khiến Quan Vũ mắng ông là tên nhóc mắt xanh. Nhưng không ai dám coi thường vị chủ công ấy, vì với những chiến công như trận Xích Bích và chiến thắng ở Kinh Châu, ông đã khẳng định vị thế của Đông Ngô trên bản đồ Tam Quốc. Năm 208 sau Công Nguyên, Tôn Quyền liên minh với Lưu Bị, đánh bại quân Tào trong trận Xích Bích, mở ra thời kỳ Tam Quốc chia ba thiên hạ. Tiếp đó, ông lập kế hoạch cho Lã Mông tấn công Kinh Châu, giết Quan Vũ. Năm 222, ông lại sai Lục Tốn đánh bại Lưu Bị trong trận Di Lăng. Bằng những chiến thắng này, Tôn Quyền đã hai lần đánh bại Lưu Bị và một lần chiến thắng Tào Tháo, khiến danh tiếng của Đông Ngô không ngừng vang vọng. Dù là một chiến lược gia tài giỏi, khi Tào Tháo và Lưu Bị lần lượt qua đời, Tôn Quyền trở thành người cuối cùng trong bộ ba Tam Quốc còn lại. Tuy nhiên, về cuối đời, tính tình Tôn Quyền thay đổi, trở nên khắc nghiệt và nghi kỵ, khiến ông trở thành hôn quân trong mắt nhiều người. Năm 241, Thái tử Tôn Đăng qua đời ở tuổi 33, khiến triều đình Đông Ngô rơi vào hỗn loạn. Việc lập người kế vị trở thành vấn đề gai góc và điều này dần làm Tôn Quyền suy sụp. Ông trở nên nghi ngờ thần tử, tạo ra nhiều xung đột trong triều. Người con trai thứ ba của ông, Tôn Hòa, ban đầu được lập làm thái tử, nhưng Tôn Quyền lại yêu mến người con thứ tư là Tôn Bá. Cuộc tranh chấp giữa các phe cánh trong triều đình khiến Tôn Hòa bị phế truất, còn Tôn Bá tự tử. Việc này cũng dẫn đến việc thừa tướng Chu Cư phải chịu liên lụy, bị buộc tội và qua đời. Cuối cùng, ngôi vị thái tử lại rơi vào tay người con út, Tôn Lượng, khi còn non trẻ. Trước khi chúng ta bắt đầu đi tiếp video này, kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của kênh, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo
để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2. 1. Nếu bạn thích video này. 2. Nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục và khám phá về chủ đề lần này. 2. Thanh trừng công thần và ảnh hưởng của lục tốn. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Tôn Quyền vào cuối đời là gì? Có nhiều ghi chép lịch sử cho thấy Tôn Quyền thực ra không thay đổi. Ông từ lâu đã là một người khôn khéo, thường dùng quyền mưu để đạt được mục tiêu. Tôn Quyền có lần từng nói về Lỗ Túc, người đã góp phần giúp Đông Ngô hùng mạnh rằng: "Từ kính nội bất năng biện, ngoại vi đại ngôn, độc diệt nộ chi, bất cầu trách dã." Ý chỉ Lỗ Túc tuy giỏi, nhưng cũng không hoàn hảo, và ông có thể tha thứ những khuyết điểm của người tài. Sự việc Tôn Quyền lập Tôn Hòa rồi sùng ái Tôn Bá cũng có thể chỉ là một phần trong kế hoạch quyền mưu dài hạn của ông, nhằm cuối cùng đưa Tôn Lượng lên ngôi thái tử. Trong quá trình này, nhiều lão thần có công với đất nước cũng bị ông ép chết, khiến cho sự phẫn nộ trong triều đình gia tăng. Dẫu cuối đời Tôn Quyền có biến đổi theo hướng tiêu cực, nhưng những công lao và thành tựu của ông trong xây dựng Đông Ngô thành một quốc gia hùng mạnh vẫn không thể bị phủ nhận. Hình ảnh một hôn quân cuối đời không thể làm lu mờ những chiến tích mà ông từng đạt được khi còn là bậc chủ công trẻ tuổi, đối đầu với những anh hùng lớn nhất của thời Tam Quốc. Vào cuối đời, Tôn Quyền, vị quân chủ từng một thời lẫy lừng với công lao thống nhất Giang Đông và xây dựng Đông Ngô thành một trong ba thế lực lớn của Tam Quốc, đã dần dần trở nên hoài nghi và bất ổn. Cũng như bao anh hùng khi bước vào tuổi xế chiều, không tránh khỏi sự hồ đồ và bất cẩn trong những quyết định quan trọng. Một trong những ví dụ điển hình nhất cho sự thay đổi này là việc Tôn Quyền đã thanh trừng Lục Tốn, vị tướng tài từng giúp Đông Ngô đánh bại Thục Hán trong trận Di Lăng. Lục Tốn, sinh năm 183, mất năm 245, tự Bá Ngôn, là một danh tướng nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc. Ông xuất thân từ một gia đình quyền thế ở Giang Đông và được biết đến như một bậc anh tài, hết lòng phục vụ cho Đông Ngô. Ngay từ khi còn trẻ, Lục Tốn đã tham gia nhiều trận chiến quan trọng dưới sự chỉ huy của Lã Mông, trong đó có chiến công lớn tiêu diệt Quan Vũ, đại tướng của Thục Hán. Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp quân sự của Lục Tốn là khi ông đánh bại Lưu Bị trong trận Di Lăng, khiến Đông Ngô bảo toàn lãnh thổ trước sự xâm lược của Thục Hán. Sau trận chiến Di Lăng, Lục Tốn càng được Tôn Quyền trọng dụng, thậm chí được ban hôn với con gái của Tôn Sách, huynh trưởng của Tôn Quyền. Ông tiếp tục đóng vai trò then chốt trong công cuộc giữ vững quốc gia và chống lại các thế lực Ngụy và Thục. Tuy nhiên, những cống hiến của Lục Tốn dường như chỉ được Tôn Quyền xem trọng trên phương diện quân sự mà thôi. Về sau, khi cuộc đấu tranh giành ngôi vị giữa các con trai của Tôn Quyền nổ ra, Lục Tốn đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Lục Tốn, lúc bấy giờ, đã giữ chức thừa tướng, đứng về phía Thái tử Tôn Hòa trong cuộc tranh chấp ngai vàng với Lỗ Vương Tôn Bá, người con thứ của Tôn Quyền. Dẫu vậy, vị thái tử mà Lục Tốn ủng hộ cuối cùng cũng bị phế truất. Cháu họ của Lục Tốn, Cố Đàm và Cố Thừa, đều bị liên đới trong vụ việc và phải chịu án lưu đày. Ngay cả cận thần của Lục Tốn, Ngô Sán, cũng bị xử tử. Sau biến cố này, mặc dù Lục Tốn vẫn giữ chức thừa tướng, nhưng sự sùng ái của Tôn Quyền dành cho ông đã không còn như trước. Một năm sau đó, Lục Tốn qua đời trong nỗi thất vọng, ở tuổi 63, và khi qua đời, gia sản của ông gần như không còn lại gì. Sự suy thoái trong mối quan hệ giữa Tôn Quyền và Lục Tốn có thể được lý giải bằng nhiều nguyên nhân sâu xa. Một số giai thoại kể lại rằng, trước khi Tôn Quyền qua đời, ông đã hối hận về cách đối xử với Lục Tốn và truyền gọi hai con của ông đến, thổ lộ rằng mình đã lầm tin lời gièm pha, làm điều không phải với Lục Tốn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc Tôn Quyền thanh trừng Lục Tốn không chỉ đơn giản là do ông đứng về phía Tôn Hòa, mà còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân sâu sắc hơn. Thứ nhất, thân thế của Lục Tốn đã khiến Tôn Quyền không thể không nghi ngại. Gia tộc họ Lục từ lâu đã là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất ở Giang Đông, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Cha của Lục Tốn, Lục Tuấn, từng làm đô úy quận Cửu Giang, con chú của ông, Lục Khang, giữ chức thái thú Lư Giang. Sau này, con cháu của Lục Tốn như Cố Đàm, Cố Thừa và Diêu Tín đều đảm nhiệm các chức vụ cao trong triều đình. Chính vì thế, sự thịnh vượng và ảnh hưởng của gia tộc Lục Tốn có thể đã trở thành một mối đe dọa đối với Tôn Quyền.
Thứ hai, uy danh của Lục Tốn sau khi đánh bại Lưu Bị và trấn thủ Vũ Xương trở nên vô cùng lớn. Không ít những quan chức quyền lực trong triều đình, bao gồm Thái tử Tôn Đăng và Gia Cát Cận, đều tìm cách giao hảo kết thân với Lục Tốn. Việc liên tiếp đạt được nhiều chiến tích lẫy lừng khiến tầm ảnh hưởng của ông ngày càng lớn mạnh, đôi khi còn vượt qua cả uy quyền của hoàng tộc. Điều này không thể không khiến Tôn Quyền cảm thấy bất an và cho rằng Lục Tốn, dù là một công thần, nhưng có thể trở thành mối nguy hiểm nếu tiếp tục nắm giữ quá nhiều quyền lực. Thứ ba, sự nghi ngờ của Tôn Quyền còn xuất phát từ bối cảnh chính trị khi ấy. Đông Ngô mặc dù đã phân định được lãnh thổ trong Tam Quốc, nhưng Tôn Quyền cho rằng sự ổn định của quốc gia không còn phụ thuộc vào một cá nhân như Lục Tốn. Do vậy, việc bức tử Lục Tốn đối với Tôn Quyền có thể được coi là một động thái để củng cố quyền lực của hoàng gia. Thứ tư, và cũng là lý do quan trọng nhất, là việc Lục Tốn đã đứng về phía Thái tử Tôn Hòa trong cuộc tranh giành ngai vàng. Dù Lục Tốn là người có công lớn với triều đình, nhưng việc ông can dự vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa các con trai của Tôn Quyền đã khiến nhà vua không còn tin tưởng ông như trước. Tôn Quyền, với bản tính đa nghi, đã sử dụng cơ hội này để loại bỏ Lục Tốn khỏi ván cờ chính trị của Đông Ngô. Dẫu cho những lý do nào đã dẫn đến sự bức tử Lục Tốn, cái chết của vị công thần này vẫn là một vết đen trong lịch sử Đông Ngô. Như bao anh hùng khác, khi bước vào những năm cuối đời, Tôn Quyền cũng không tránh khỏi những quyết định hồ đồ và sự hối hận muộn màng của ông, dù đã được ghi lại trong các giai thoại, cũng không thể thay đổi được kết cục bi thương của Lục Tốn. Lý do thứ ba dẫn đến việc Tôn Quyền thanh trừng Lục Tốn nằm ở nỗi lo sợ về việc hậu duệ của mình sẽ không thể trấn áp vị công thần tài ba này. Tôn Quyền, như bao vị quân chủ khác, không chỉ lo lắng về việc giữ gìn ngai vàng cho bản thân mà còn cả tương lai của triều đại Đông Ngô. Việc Lục Tốn công khai ủng hộ phe Thái tử Tôn Hòa càng khiến Tôn Quyền nghi ngờ và bất an. Do đó, vị hoàng đế Đông Ngô này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng dù Lục Tốn là một công thần. Sau này, khi lập con út là Tôn Lượng làm Thái tử, Tôn Quyền không còn tin tưởng bất kỳ ai trong các gia tộc quyền thế của Giang Đông, bao gồm cả gia tộc họ Lục, để làm người phụ chính. Thay vào đó, ông chọn Gia Cát Khác, một người có tư chất trung bình và không có quan hệ mật thiết với các gia tộc lớn. Tôn Quyền không muốn bất kỳ nhân vật nào có thế lực quá lớn đứng sau ngai vàng của con trai mình, đặc biệt là những người như Lục Tốn, người có xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, quyền lực ngang ngửa với hoàng tộc. Một điểm quan trọng khác là cách Tôn Quyền đối xử với những tướng lĩnh như Lã Mông, Lăng Thống hay Chu Nhiên. Dù họ có võ nghệ cao cường và lập nhiều chiến công, nhưng Tôn Quyền vẫn giữ mối quan hệ bình thường với họ, khác hẳn với sự nghi ngại và lo lắng dành cho Lục Tốn. Nguyên do có thể là Lục Tốn không chỉ có tài năng quân sự, mà còn có quan hệ mật thiết với gia tộc của Tôn Sách, anh trai Tôn Quyền. Điều này càng làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai bên. Dù Tôn Quyền đã gả con gái của Tôn Sách cho Lục Tốn để thắt chặt mối quan hệ vua tôi, nhưng khi Lục Tốn công cao lấn át, mối quan hệ này dần trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn. Sử gia Trần Thọ từng ghi nhận rằng Tôn Quyền đối xử với hậu duệ của Tôn Sách có phần lạnh nhạt, chỉ phong tước hầu mà không phong vương, cho thấy Tôn Quyền luôn đề phòng nhánh gia tộc của anh trai mình. Việc Lục Tốn là con rể của Tôn Sách có thể đã làm tăng thêm mối lo ngại của Tôn Quyền về việc vị tướng này sẽ trở thành một thế lực độc lập, đe dọa đến quyền lực của dòng dõi Tôn Quyền. Từ những mâu thuẫn trên, ta có thể thấy rằng sự xung đột giữa Tôn Quyền và Lục Tốn không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn đại diện cho xung đột giữa quyền lực của quân chủ và quyền lực của các gia tộc lớn ở Đông Ngô. Chính những mâu thuẫn này đã góp phần làm suy yếu nội bộ tập đoàn Đông Ngô, dẫn đến sự suy vong của triều đại này sau khi Tôn Quyền qua đời. 3. Tại sao Tôn Quyền và Lưu Bị lại tha cho Tào Tháo trong trận Xích Bích? Trận Xích Bích được xem là một trong những trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử Tam Quốc, đánh dấu bước ngoặt cho thế chân vạc giữa Tào, Tôn và Lưu. Liên quân Tôn Lưu, dù quân số ít hơn rất nhiều so với đại quân của Tào Tháo, đã giành chiến thắng vang dội nhờ sự tài trí của Chu Du và Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, quyết định để Tào Tháo rút lui an toàn sau trận chiến đã gây ra nhiều thắc mắc và câu hỏi về động cơ của Lưu Bị và Tôn Quyền. Về phần Lưu Bị, Gia Cát Lượng, người cố vấn tài ba của ông,
đã sớm nhận ra thế cục tam phân thiên hạ. Nếu Tào Tháo bị tiêu diệt hoàn toàn, Lưu Bị sẽ phải đối đầu trực tiếp với thế lực của Giang Đông, vốn hùng mạnh và có căn cứ ổn định. Lúc này, lực lượng của Lưu Bị còn quá yếu để có thể đối đầu với Tôn Quyền. Do đó, việc để Tào Tháo còn sống sẽ giúp giữ cân bằng thế lực, đồng thời tạo điều kiện cho Lưu Bị mượn Kinh Châu từ Tôn Quyền, từ đó mở rộng địa bàn và củng cố sức mạnh của mình. Về phần Tôn Quyền, Lỗ Túc, cố vấn thân tín của ông, cũng nhận thấy sự cân bằng quyền lực giữa ba thế lực lớn, Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Biểu. Sau khi Lưu Biểu qua đời, Lưu Bị thay thế vị trí này. Việc tiêu diệt Tào Tháo sẽ chỉ khiến Đông Ngô gặp phải nguy cơ bị Lưu Bị lấn át về sau. Bên cạnh đó, Tào Tháo vẫn là một thế lực mạnh mẽ ở phương Bắc, và để ông ta sống sót, có thể kiềm chế Lưu Bị, đồng thời ngăn chặn những cuộc trả thù từ con cháu Tào Tháo sau này. Việc tha cho Tào Tháo thực chất là một bước đi chiến lược của cả Tôn Quyền và Lưu Bị, nhằm duy trì thế tam phân thiên hạ, đồng thời tạo điều kiện cho cả hai phe củng cố lực lượng và chuẩn bị cho những cuộc chiến trong tương lai. Chính chiến thắng Xích Bích và quyết định thả hồ về rừng này đã mở ra thời kỳ đầy toan tính giữa ba thế lực Tào, Tôn và Lưu, dẫn đến những cuộc đối đầu tiếp theo. Nếu như các nhân vật chủ chốt như Lục Tốn, Gia Cát Lượng và Tào Tháo có thể sống thêm 10 năm nữa, cục diện Tam Quốc có lẽ đã rất khác. Nhưng với những quyết định chiến lược của mình, Tôn Quyền và Lưu Bị đã đưa ra những bước đi phù hợp với tình hình khi ấy, tạo nên một thế cân bằng tạm thời và tiếp tục duy trì cục diện tam phân thiên hạ. Thời Tam Quốc, loạn thế mở ra nhiều cơ hội cho những bậc anh tài, nơi mà cả văn và võ đều có thể tỏa sáng. Trên chiến trường, người ta chứng kiến những anh hùng dũng mãnh giết địch, nơi hậu phương, những chiến lược gia bày mưu tính kế để xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, trong số những tài năng xuất chúng đó, không ít người đã qua đời quá sớm, khiến Tam Quốc thiếu vắng những nhân vật có thể tạo ra những thay đổi lớn lao nếu họ có thể sống thêm vài năm nữa. Bốn nhân vật sau đây, gồm ba mưu sĩ và một vị thiếu chủ, nếu như sống thêm 10 năm, chắc chắn cục diện Tam Quốc đã không còn giống như những gì chúng ta biết. 1. Chu Du, Vương Tá Chi Tài. Chu Du, người cùng thời với Tôn Sách, được biết đến là một tài năng không thua kém gì vị tiểu bá vương của Giang Đông, ngoại trừ võ nghệ không bằng. Nhưng điều này lại càng có lợi cho Chu Du, khi ông không cần phải đích thân ra trận mà tập trung vào chiến lược, làm thống soái quân sự. Tài năng của Chu Du được thể hiện rõ nhất trong trận Xích Bích, trận đánh mang tính quyết định trong lịch sử Tam Quốc, nơi mà quân Đông Ngô yếu thế hơn rất nhiều so với đại quân của Tào Tháo. Nhưng nhờ vào mưu lược của Chu Du, Tôn Quyền đã có thể giành chiến thắng vẻ vang. Tuy nhiên, điểm yếu của Chu Du là khả năng chiến đấu trên bộ không mạnh bằng thủy chiến. Ông đã giành được thắng lợi trong trận Xích Bích, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn quân Tào trên đất liền khi đối đầu với Tào Nhân. Dù vậy, nếu ông còn sống thêm 10 năm nữa, khả năng chiến đấu trên bộ chắc chắn sẽ được hoàn thiện và cơ hội bắc phạt của Giang Đông sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chu Du qua đời khi mới 3 năm tuổi, khiến Giang Đông mất đi một vị tướng tài, đẩy toàn bộ hy vọng về phía Lưu Bị và khiến Đông Ngô từ bỏ khát vọng bắc phạt. 2. Bàng Thống, Nhân Trung Long Phụng. Bàng Thống, hay còn được gọi là Phụng Sô, là người duy nhất trong Tam Quốc có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng về tài năng chiến lược. Tuy nhiên, vì thiếu may mắn và chưa có cơ hội thể hiện, Bàng Thống đã không được nhiều người biết đến như Gia Cát Lượng. Trong trận Xích Bích, Bàng Thống cũng đóng góp không nhỏ, nhưng sau chiến thắng, cả Tôn Quyền và Lưu Bị dường như lãng quên tài năng của ông. Chỉ có Chu Du là người nhận ra tiềm năng của Bàng Thống, nhưng đáng tiếc là Chu Du cũng qua đời sớm, khiến Bàng Thống không được trọng dụng kịp thời. Cuối cùng, Bàng Thống đầu quân cho Lưu Bị và đã tỏa sáng trong lần tiến quân vào Tây Xuyên. Dưới sự chỉ huy của Bàng Thống và Pháp Chính, Lưu Bị, một đội quân đến từ xa, đã giành được nhiều chiến thắng liên tiếp, mở đường cho việc chiếm lấy đất Tây Xuyên. Nếu Bàng Thống không chết sớm, ông chắc chắn sẽ là người trợ thủ đắc lực cho Lưu Bị và có thể đã nhìn thấu mưu kế của Lục Tốn trong trận hỏa thiêu liên trại, giúp Lưu Bị không thất bại thảm hại. Đáng tiếc thay, Bàng Thống đã tử trận khi mới 35 tuổi trên đường tiến về thành đô không kịp chứng kiến Lưu Bị xưng đế. 3. Dương Tu, Phong Mang Tất Lộ. Dương Tu là một người vô cùng thông minh và sắc sảo,
nhưng điểm yếu lớn nhất của ông là quá tự mãn và khoe khoang. Tào Tháo đã nhìn thấy tài năng của Dương Tu nên giao cho ông chức vụ chủ bộ, một vị trí quan trọng trong triều đình, với hy vọng ông sẽ trở thành nhân tài kế thừa. Tuy nhiên, Dương Tu lại can dự quá sâu vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa các hoàng tử, khiến ông đứng sai phe và cuối cùng phải nhận họa sát thân khi mới 44 tuổi. Mặc dù tài năng của Dương Tu là không thể phủ nhận, nhưng cái chết của ông là một kết quả tất yếu trong môi trường chính trị Tam Quốc, nơi mà sự cẩn trọng và trung thành luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu Dương Tu có thể giữ mình, ông chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột của triều đình nhà Tào, giúp đỡ Tào Tháo và con cháu của ông. 4. Tào Duệ, thiếu chủ anh minh. Tào Duệ, con trai của Tào Tháo, là một vị quân chủ tài giỏi, nhưng tiếc rằng ông qua đời quá sớm. Khi Tào Duệ lên ngôi, đại thần Lưu Hoa từng nhận xét rằng ông có thể sánh ngang với Tần Thủy Hoàng và Hán Hiếu Vũ Đế về tài năng, chỉ kém một chút về tầm nhìn xa. Dù vậy, trong suốt thời gian trị vì, Tào Duệ đã thể hiện mình là một người cai trị khôn ngoan và mạnh mẽ. Ông có thể kiềm chế được cả 4 vị đại thần quyền lực là Tào Chân, Tào Tháo, Tư Mã Ý và Trần Quân, khiến họ tâm phục khẩu phục. Tiếc rằng Tào Duệ qua đời khi mới 3 năm tuổi, để lại ngôi vị cho Tào Phương, một người còn quá non yếu và dẫn đến sự trỗi dậy của Tư Mã Ý, người sau này lật đổ nhà Tào. Nếu Tào Duệ sống thêm 10 năm, ông có thể củng cố quyền lực, tiếp tục lãnh đạo nhà Ngụy và ngăn chặn sự trỗi dậy của họ Tư Mã. Sự ra đi của Chu Du, Bàng Thống, Dương Tu và Tào Duệ khi còn quá trẻ không chỉ là mất mát cá nhân mà còn gây ảnh hưởng lớn đến cục diện Tam Quốc. Nếu như họ có thể sống thêm 10 năm, có lẽ những trận chiến và toan tính chính trị sẽ diễn ra theo một cách khác. Đông Ngô có thể sẽ mạnh hơn, Lưu Bị có thể giữ vững Tây Xuyên và nhà Tào có thể đã không sụp đổ sớm như vậy. Nhưng lịch sử là những gì đã xảy ra và sự kết thúc của Tam Quốc với sự trỗi dậy của nhà Tư Mã cũng là điều tất yếu sau những mất mát này. 4. Cái chết của Tôn Sách. Sau khi cha qua đời, Tôn Quyền trở thành đứa em nhỏ phải dựa vào sự bảo bọc và dẫn dắt của anh trai Tôn Sách. Người xưa có câu, anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ, và Tôn Sách đã không chỉ là người anh mà còn là người cha trong những năm tháng trưởng thành của Tôn Quyền. Tôn Sách luôn có ý định bồi dưỡng Tôn Quyền trở thành một người kế vị xứng đáng. Vì vậy, từ sớm đã giao cho cậu những công việc nội vụ, giúp em trai mình có thêm kinh nghiệm quản lý. Năm 15 tuổi, Tôn Quyền được bổ nhiệm làm huyện trưởng huyện Dương Di, và dưới sự quản lý của ông, Dương Di nhanh chóng trở nên sáng sủa và ổn định. Điều này cho thấy, dù còn trẻ, Tôn Quyền đã bộc lộ khả năng quản lý và lãnh đạo vượt xa tuổi tác của mình. Tôn Sách đặt rất nhiều kỳ vọng vào em trai, và Tôn Quyền cũng không ngừng khao khát được giúp đỡ anh mình trong công cuộc xây dựng Giang Đông. Nhưng bi kịch ập đến, khi vào năm Kiến An thứ 5, Tôn Sách bị ám sát và qua đời. Trước khi ra đi, Tôn Sách giao toàn bộ vợ con, gia đình và cơ nghiệp Giang Đông cho Tôn Quyền. Chưa tròn 20 tuổi, Tôn Quyền đã phải gánh vác trách nhiệm to lớn của cả một vùng đất rộng lớn và đầy tiềm năng, trở thành người kế vị không chỉ của gia tộc mà còn của cả sự nghiệp do cha và anh mình gây dựng. Đối mặt với tình thế hỗn loạn và áp lực từ cả trong lẫn ngoài, Tôn Quyền đã cho thấy sự chín chắn vượt xa tuổi tác của mình. Những người từng trung thành với Tôn gia, như Lý Thuật và Tôn Phụ, lại phản bội hoặc tạo phản. Nội bộ Giang Đông cũng không ngừng rối ren, với nhiều thế lực lợi dụng tình hình để nổi dậy. Tuy nhiên, Tôn Quyền đã vượt qua mọi thử thách, nhận Trương Chiêu làm thầy, coi Chu Du là huynh đệ, nhanh chóng ổn định lại tình hình và củng cố lực lượng. Khi Tào Tháo, một trong những nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ, kéo vạn đại quân xuống phía Nam, nhiều người trong nội bộ Đông Ngô chủ trương đầu hàng. Nhưng Tôn Quyền kiên quyết không nhượng bộ. Ông không thể để Giang Sơn mà cha và anh gầy dựng rơi vào tay kẻ khác. Sau khi nghe Lỗ Túc và Chu Du phân tích tình hình, Tôn Quyền càng kiên định hơn trong việc chống lại Tào Tháo. Khi một số bộ hạ vẫn còn do dự, Tôn Quyền đã dứt khoát vung kiếm chém góc bàn và tuyên bố, nếu còn ai có ý định đầu hàng, kết cục sẽ như thế này. Sự kiên quyết của ông đã giúp trấn áp sự phản kháng nội bộ, dẫn đến chiến thắng trong trận Xích Bích, một chiến thắng đầu tiên quan trọng trong sự nghiệp của Tôn Quyền. Như triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau từng nói, họa nạn đối với kẻ yếu là nấm mồ, nhưng đối với kẻ mạnh là mảnh đất để khát vọng nảy nở.
Tôn Quyền đã vượt qua những khó khăn bằng chính nghị lực và sự trưởng thành vượt bậc của mình, không trốn tránh mà đối mặt với thử thách, từ đó gặt hái thành công. Ông đã cho thấy sự kiên nhẫn và khả năng nhẫn nại đáng kinh ngạc, một đức tính cần thiết cho những ai muốn vươn tới đỉnh cao quyền lực. Tôn Quyền luôn được biết đến như người biết nhẫn. Ngay cả Tôn Sách cũng từng thừa nhận rằng, nếu nói về khả năng chiến đấu và xưng bá thiên hạ, Tôn Quyền không bằng mình. Nhưng nếu nói về khả năng sử dụng người tài và giữ được lòng trung thành của họ, Tôn Sách lại thua em trai mình. Sự nhẫn nại của Tôn Quyền được thể hiện rõ ràng khi đối mặt với các tình thế khó khăn, đặc biệt là trong mối quan hệ với Tào Tháo và Lưu Bị. Sau trận Xích Bích, Tôn Quyền đã lên kế hoạch đoạt lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị. Nhưng thay vì nóng vội triển khai ngay, ông lựa chọn nhẫn nhịn, chờ thời cơ. Khi đó ông còn thể hiện sự nhẫn nại tuyệt vời khi gửi Gia Cát Cẩn đến làm sứ giả cầu hôn con gái của Quan Vũ cho con trai mình. Quan Vũ không những không đồng ý mà còn mỉa mai con trai Tôn Quyền không xứng đáng với con gái ông ta. Đối diện với sự sỉ nhục đó, Tôn Quyền không phản kháng mà lựa chọn nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ phản công. Cơ hội ấy đã đến vào năm Kiến An thứ 24, khi Quan Vũ kiêu ngạo và bất khả chiến bại trên chiến trường. Tôn Quyền nhanh chóng ra tay, sử dụng mưu kế thảo phạt Vũ. Lã Mông được lệnh tiến hành kế hoạch áo trắng sang sông, âm thầm chiếm lại Tây Kinh Châu và đánh bại Quan Vũ, lập nên một đại chiến công vang dội. Cái chết của Quan Vũ đã đánh dấu chiến thắng lớn của Tôn Quyền và Đông Ngô trong việc tái chiếm lại Kinh Châu. Sau chiến thắng này, Tôn Quyền không hề kiêu ngạo hay tự mãn. Thay vào đó, ông càng trở nên khiêm tốn và tiếp tục nhẫn nhịn hơn. Ông hiểu rõ rằng việc giết Quan Vũ sẽ khiến Lưu Bị tức giận, nên thay vì đối đầu trực tiếp với Lưu Bị, Tôn Quyền quyết định kết thân với Tào Phi. Khi Tào Phi xưng đế, Tôn Quyền lập tức xưng thần và nhận danh hiệu Ngô Vương từ triều đình Tào Ngụy. Điều này không chỉ giúp Tôn Quyền tránh khỏi cuộc chiến không cần thiết với Tào Ngụy, mà còn giúp ông củng cố thế lực của mình tại Đông Ngô, trong bối cảnh mối quan hệ với Lưu Bị ngày càng căng thẳng. Tôn Quyền đã thể hiện khả năng lãnh đạo kiên cường và sự khôn ngoan trong cách xử lý các mối quan hệ chính trị phức tạp giữa ba thế lực lớn. Chính sự nhẫn nhịn và khôn khéo của ông đã giúp Đông Ngô tồn tại vững mạnh trong suốt thời kỳ Tam Quốc và tạo ra những bước ngoặt lịch sử đầy bất ngờ. Thực tế đã chứng minh rằng sự nhẫn nại của Tôn Quyền một lần nữa đã mang lại hiệu quả khi Đông Ngô phải đối mặt với cuộc tấn công của Lưu Bị. Trong hoàn cảnh này, Tào Phi không những không lợi dụng thời cơ để tấn công mà ngược lại còn trợ giúp Đông Ngô. Nhờ đó mà Tôn Quyền hóa nguy thành an, đánh bại Lưu Bị trong trận Di Lăng. Chính sự nhẫn nhịn với lúc nào cần lùi, lúc nào cần tiến của Tôn Quyền đã giúp ông vượt qua nhiều biến cố lớn, củng cố quyền lực cho Đông Ngô. Có câu nói rằng, làm việc mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất sẽ phải hối hận. Nhưng nếu biết nhẫn nhịn, ắt sẽ không phải lo lắng. Tôn Quyền hiểu rõ sức mạnh của sự nhẫn nhịn, đó là một thứ sức mạnh vô hình, nhưng có thể giúp giải quyết những vấn đề hữu hình. Đối với người trung niên, không chỉ phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, mà còn cần phải biết chịu đựng và tìm ra cơ hội từ trong sự nhẫn nại. Tuy nhiên, khi Tôn Quyền bước vào tuổi lão niên, ông không còn giữ được sự điềm tĩnh và khôn ngoan như trước. Thay vào đó, sự tự cao, hồ đồ bắt đầu lấn át khiến những quyết định của ông trở nên sai lầm. Sau khi xưng đế vào năm 227, Tôn Quyền dường như đánh mất sự khiêm tốn và trở nên ngạo mạn hơn. Điều này đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho Đông Ngô. Khi đã lên ngôi hoàng đế, Tôn Quyền bắt đầu theo đuổi những cuộc chinh phạt để mở rộng lãnh thổ. Ông không dám động đến Tào Ngụy vì biết rõ sức mạnh của Tào Phi và không thể đánh bại đồng minh cũ là Thục Hán, nên đã chuyển mục tiêu đến những vùng đất xa xôi và ít ảnh hưởng. Tuy nhiên, những cuộc viễn chinh này lại gây ra nhiều tổn thất hơn là chiến thắng. Ví dụ điển hình là khi Tôn Quyền sai Vệ Ôn và Gia Cát Trực đi đánh ngoài biển, dù có giành được chiến lợi phẩm, nhưng tổn thất về binh lực quá lớn. Thay vì nhìn nhận rõ thất bại, Tôn Quyền tức giận và đổ lỗi cho các tướng, ra lệnh giam họ vào ngục. Một sự kiện khác là việc Tôn Quyền tin tưởng quá mức vào Công Tôn Uyên, một lãnh chúa ở Liêu Đông. Mặc dù nhiều thần tử đã nhận thấy đây là cái bẫy, Tôn Quyền vẫn kiên quyết gửi hàng vạn binh lính và vô số châu báu đi chiêu hàng Công Tôn Uyên. Kết quả là không chỉ thất bại mà còn mất cả quân lẫn của cải.
May mắn là các quan thần can ngăn kịp thời, nếu không, Tôn Quyền đã tiếp tục tổn thất lớn hơn nữa. 5. Sự thất bại trong đối ngoại và những cuộc viễn chinh. Không chỉ đối ngoại thất bại, mà đối nội cũng không khả quan hơn. Thời kỳ sau của Đông Ngô, Tôn Quyền trở nên áp bức dân chúng, thực thi luật pháp hà khắc. Lục Tốn, một trong những công thần quan trọng, đã nhiều lần khuyên can Tôn Quyền, mong muốn ông thực hiện những chính sách nhân từ hơn, giảm nhẹ gánh nặng cho bá tánh. Tuy nhiên, Tôn Quyền không những không lắng nghe mà còn tự mãn cho rằng mình là vị quân chủ, anh minh. Để thể hiện sự quyền lực của mình, Tôn Quyền ra lệnh xây dựng những tòa lầu cao khắp nơi và dung nạp các thuật sĩ, việc gì cũng hỏi thân đoán vận mệnh. Điều này càng làm cho Đông Ngô trở nên suy yếu, dẫn đến những cuộc nổi loạn và tình trạng trộm cướp khắp nơi. Đạo Đức Kinh từng nói, phú quý mà kiêu ngạo chính là tự diệt mình. Sự giàu sang, quyền lực không phải là mãi mãi, và nếu không biết giữ gìn, sẽ tự mang lại hậu họa. Tôn Quyền của những năm cuối đời đã trở thành một minh chứng sống động cho câu nói này. Ông từng là một nhà lãnh đạo kiên cường, khôn ngoan, nhưng sự tự mãn và thiếu đi sự suy ngẫm đã khiến ông trở thành một hôn quân. Đông Ngô, dưới sự cai trị của Tôn Quyền trong những năm cuối, dần rơi vào sự lụi bại. Cuộc đời của Tôn Quyền là một chuỗi những mâu thuẫn. Ở tuổi trẻ, ông đã vượt qua mọi chông gai, xây dựng Giang Đông từ những mảnh đất đầy bất ổn. Sự kiên cường, nhẫn nhịn của ông trong thời trung niên đã giúp ông giữ vững thế trận, liên kết với các thế lực khác để chống lại Tào Ngụy và Thục Hán. Nhưng ở tuổi lão niên, sự hồ đồ và tự mãn của ông đã khiến Đông Ngô rơi vào sự suy yếu và mất đi những cơ hội lớn. Cả cuộc đời của Tôn Quyền là một bức tranh đầy màu sắc, từ những thành công vang dội cho đến những thất bại cay đắng. Nhưng qua đó, có thể thấy rằng một khởi đầu tốt đẹp không đồng nghĩa với một kết thúc có hậu. Những lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định số phận của chính mình, và sự nhẫn nại, khiêm tốn luôn là những bài học không bao giờ cũ trong cuộc sống. 6. Sự nhiễu loạn của hậu cung. Tôn Quyền, vị vua được ca ngợi với tài năng và trí tuệ xuất chúng, khi còn trẻ, đã trải qua những năm tháng cuối đời với sự thất bại và uất ức. Nếu như người đời ca ngợi những chiến công hiển hách của ông trong trận Xích Bích và Di Lăng, thì bi kịch lớn nhất của Tôn Quyền lại chính là sự suy sụp cả về tinh thần lẫn triều chính trong những năm tháng cuối đời. Một phần nguyên nhân dẫn đến sự thất thế này nằm ở sự rối loạn trong hậu cung. Với 7 người vợ của ông, mỗi người đều mang theo những câu chuyện và ảnh hưởng riêng đối với cuộc đời và số phận của vị quân vương Đông Ngô. 6. Phan Phu Nhân. Phan Phu Nhân là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng xuất thân thấp kém. Gia đình nàng bị tội lỗi và phải làm nô lệ, cho đến khi Tôn Quyền phát hiện ra nhan sắc của nàng và đưa nàng vào cung. Phan Phu Nhân nhanh chóng chiếm được sủng ái của Tôn Quyền và trở thành hoàng hậu duy nhất được phong khi còn sống. Tuy nhiên, sự sủng ái này lại khiến nàng trở nên kiêu căng, ghen tuông và độc ác. Thậm chí nàng còn mưu sát nhiều phi tần trong hậu cung, bao gồm cả Viên Phu Nhân. Sự tàn nhẫn của Phan Hoàng Hậu đã khiến nàng bị chính cung nữ của mình ám sát, kết thúc cuộc đời trong bi kịch. 7. Vương Phu Nhân khác. Người vợ thứ 7 của Tôn Quyền cũng mang họ Vương, nhưng nàng là một người thông minh và biết giữ mình. Khi những mỹ nhân khác được sủng ái, nàng tự giấu mình, chỉ nỗ lực sinh cho Tôn Quyền một người con trai tên là Tôn Hữu, người sau này trở thành Ngô Cảnh Hoàng Đế, vị vua thứ 3 của Đông Ngô. Sau khi nàng qua đời, Tôn Hữu đã truy phong mẹ mình làm Kính Hoài Hoàng Hậu. Kết cục của Tôn Quyền. Từ một vị vua anh minh, Tôn Quyền dần trở nên hồ đồ và bị cuốn vào những cuộc tranh đấu trong hậu cung, khiến triều đình Đông Ngô rơi vào sự hỗn loạn. Sự sủng ái mù quáng và lơ là trong việc cai trị đã khiến Đông Ngô mất đi sự ổn định. Vào cuối đời, Tôn Quyền không còn sáng suốt như trước, chịu đủ mọi áp lực từ nội bộ và cuối cùng qua đời trong sự hối tiếc và uất ức. Cả cuộc đời của Tôn Quyền là một chuỗi mâu thuẫn giữa những thành công rực rỡ và những thất bại đau lòng. Nếu khi còn trẻ, ông kiên cường và khôn ngoan, thì những năm cuối đời lại chứng kiến sự suy tàn do chính sự thiếu kiểm soát của ông đối với chính bản thân mình và những người xung quanh. Bi kịch của Tôn Quyền là bi kịch của một người từng nắm giữ cả Giang Sơn, nhưng cuối cùng lại để tuột khỏi tay vì sự yếu đuối của tuổi già và sự nhiễu loạn của hậu cung. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo.
Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.